Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Những thông tin sẽ có trong chương trình. Một tháng quê hương Việt Nam tại thành phố Bologna, Italia. Thưa quý vị, bất chợt gặp một góc Việt Nam trên đường phố với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, những thiếu nữ thiết tha trong tà áo dài hay là cậu bé chăn trâu thổi sáo, có lẽ sẽ tạo nên một cảm xúc rất đặc biệt với bà con kiều bào sống xa tổ quốc. Và không chỉ là dấu ấn quê hương nơi xứ người, những hình ảnh này cũng chính là nhịp cầu nối để bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam. Và trong tiểu mục Dấu ấn Việt ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng đến với một thoáng quê hương Việt Nam tại thành phố Bologna, Italia. Và hãy cùng xem có điều gì thú vị ở góc Việt Nam đặc biệt này. Cái bức tường của chúng tôi cũng được rất là nhiều mọi người quan tâm đến. Chẳng hạn như là mọi người đi qua cũng được dừng lại và nói là rất là đẹp. Và cũng có những cái người ta đến người ta bảo 30 năm ở đây. Thế nhưng mà chưa bao giờ mình thấy những cái đẹp như thế này. Và cái hoạt động của chúng tôi có ý nghĩa rất là lớn vì là chúng tôi làm công tác quảng bá văn hóa Việt Nam và chúng tôi đã tham gia vào một cái dự án đó là tái tạo đô thị của thành phố Bologna làm cho thành phố đẹp hơn. Như là một cái viện bảo tàng ngoài trời tất cả mọi người xem và trong đó mọi người được nhìn thấy hình ảnh của Việt Nam. Bức tranh tường này nằm trên cầu Stalingrado, một trong những cây cầu chính tại trung tâm thành phố Bologna, Italia. Hoạt động thuộc dự án do Hiệp hội Piazza Grande khởi xướng và thành phố Bologna tài trợ. Thành quả này là công sức của 4 thành viên Hiệp hội, cả người Việt lẫn người Italia, người già nhất 72 tuổi và cháu bé ít tuổi nhất mới lên 6. Họ là những họa sĩ nghiệp dư nhưng có tình yêu nồng nàn với Việt Nam. Dù không phải là họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng tôi rất hào hứng và hưởng ứng lời đề nghị của bà chủ tịch hiệp hội đến đây để vẽ những hình ảnh về Việt Nam. Đây là cây cầu đi lại của người dân nên bức tranh đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người xem, bao gồm cả bạn bè tôi. Mọi người hỏi tôi nhiều về hiệp hội sau khi xem những hình ảnh này và muốn tìm hiểu sâu hơn về các hoạt động của hiệp hội này. Cũng là một cách tốt nhất để thắt chặt mối quan hệ bạn bè với các thành viên khác của hội và đóng góp để phát triển hiệp hội của chúng tôi. Một thoáng quê hương Việt Nam đã tạo nên dấu ấn trong lòng người dân thành phố, dấu ấn về Việt Nam giữa lòng Bologna. Lần đầu tiên cộng đồng người Việt Nam có hoạt động quảng bá về văn hóa Việt Nam dưới hình thức như vậy. Chúng tôi rất là tự hào vì đã để lại những ấn tượng đẹp như vậy cho người dân Ý và bạn bè gần xa. Dù người Việt tại Italia chỉ là một cộng đồng nhỏ, nhưng bức tranh tường Một thoáng quê hương đã không chỉ thu hút người dân bản địa, mà còn đánh thức tình cảm quê hương đối với thế hệ thứ hai sinh ra lớn lên tại Italia. Đó là các cháu gốc Việt được nhận làm con nuôi tại đây. Một thoáng Việt Nam trên đường phố Italia chính là cái nhìn hướng về nguồn cội. Vâng, và những hình ảnh đẹp về đất nước con người Việt Nam tại Italia cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.